Bây giờ mình sẽ tiến vào trong nhà thờ các bạn. Chưa đến giờ lễ cho nên chưa bật điện, hơi tối tí. Nhà thờ này toàn có gỗ, nhà thờ trong rất là cổ kính. Bây giờ điện mới lên.
Bây giờ mình sẽ dừng ở đây nhé, để tham dự thánh lễ các bạn nhé.